còn như Sử thì cái vụ mất thóc vừa tối thì có nghĩ là người mẹ của mình lấy thóc không? Như Hải thì mất thóc thì có buồn không? Có ạ. Có à? Vâng. Rồi cả năm thì mới làm ra được thóc, những cái hạt thóc mà bây giờ tự dưng mất đi 2 bao. Vâng. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Đức lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Và đồng thời thì hôm nay cháu Đức với lại cùng em Sử với lại ông là em Hải sẽ đưa ra cái phương án xem là hôm nọ là ai đã trộm thóc của bác. Đấy, ở đây thì hiện tại thì em Sử cũng đã biết một chút rồi, nhưng mà em chưa dám khẳng định là chắc chắn xem là có phải là người mẹ lấy không. Đấy, thì cái điều này cháu Đức chưa bắt gặp, cho nên là mấy anh em chưa dám đưa ra cái điều như vậy cô bác ạ. Thế còn bây giờ thì hai anh em mình đi xuống nhà đây nhỉ. Vâng. Em Hải thì cũng mới đi học và về tới nhà đâu cô bác. Hôm nay thì trời khá là mưa, thành ra là em Sử không có đi xuống kia để đón em Hải được. Ôi trơn đấy nhỉ, cẩn thận đấy nhỉ. Ôi, Hải thì mặc quần đi học luôn à, con đấy. Cái quần này thì được hai chị là Nguyệt Thúy gửi từ bên nước ngoài sang của bác, rất là xa xôi. Thì mới đến tay của các em. Đấy, những cái món quà, những cái phần quà của các bác thì gửi ra thì các em phải nói là khi mà các em mặc lên thì rất là đẹp và rất là sạch sẽ. Cái này có nước không à, Hải ơi? Không biết rồi. Không biết à? Ờ, thế thì một tí nữa mình... đi xuống xem đó, đi xuống nhà trước đã. Đấy, thời tiết hôm nay thì phải nói là khá là lạnh cô bác ạ. Và thưa cô bác là đáng lẽ ra là hôm nay là cửa là lên đến nơi rồi cô bác. Đấy, nhưng mà trong do quá trình là mưa như vậy ấy, mưa như vậy ô tô không có lên được, thành ra là phải tắp, là phải tạm gác lại để mà đợi hôm nào mà trời khô khô một chút á thì xe mới lên được. Ô, xe của Sử thì hiện tại là cũng để ở đây luôn cô bác ạ. Ở đây thì hôm nọ đáng lẽ ra là lúc mà làm ấy thì cháu Lực định làm là đến cụt tận đây thôi cô bác. Đấy, nhưng mà trong thời gian thì cháu Lực suy nghĩ thì xem là cái tiền quý của nhà ba ông cháu ấy thì vẫn còn dư ra, cho nên là cháu Lực quyết định là dư ra ở đây tầm độ là 50 phân. Đấy, chỗ này là không hẳn 50 phân, nó ít nhất phải tầm gần 1 mét rồi cô bác, tại vì là cái phần mái hiên cho Lực đã đô ra là hơn 1 mét thì cái chỗ này nó đã cũng là hơn rồi. Đấy, thành ra là bây giờ các em có thể là để xe ở đây cũng như là để đồ đạc ở đây mọi cái. Đấy, trong nhà thì khi mà sơn vào ấy thì rất là sáng bóng luôn cô bác. Đấy, sáng hẳn với ngôi nhà luôn. Đấy, bây giờ thì cho Lực sẽ cùng em Hải là đi xuống tới nhà cùng tìm ra cái quyết định mà cùng tìm ra cái câu chuyện mà ai đã trộm thóc có phải là người mẹ không cô bác nhé. Nào bây giờ anh em mình đi xuống nhà đi Hải nhá. Vâng.
Hôm nay thì Hải là đi học từ sáng à? Sáng hôm nay thì mẹ của Hải thì có lên nữa không? Sáng nay em đi học thì không thấy lên đâu. Không thấy lên à? Vâng. À, rồi đi đi. Vậy đây thì hôm nọ là mẹ của các em ấy cô bác thì có hôm ấy là có gia súc là hộ ông là trẻ củi ở đây. Đấy, nhưng mà thấy cháu Đức lên cái thì là cũng bỏ về luôn. À, nếu mà như mà các bác mà có theo dõi được cả cái thức phim mà hôm trước ấy. Sương mù thì khá là dày đặc luôn cô bác ạ, sương mù ấy. Cái đôi ủng của Sử đâu rồi? À Hải đâu rồi? Sao mưa như này thì không đeo ủng đi? Đi học thì không được đeo ạ. Đi học thì không được đeo ủng đi à? Vâng. Vậy ngay là từ trên này nhìn xuống nhà của ba ông cháu là không thấy nhìn thấy nhà của ba ông cháu đâu nữa. Tại vì là sương mù rất là dày. Tại ở đây thì cháu Lực đang quay bằng máy quay cho nên... Ôi rồi. Cháu Lực đang ghi hình bằng máy quay cho nên là... nó máy quay nó phá đi sương mù một chút rồi ấy. Thành ra là các bác mới nhìn thấy được gió gió hơn một chút chứ. Rồi, bây giờ thì cũng là đến nhà của các em rồi cô bác. Có thể là Sử là cũng đang ở nhà. Tại vì là thấy xe ở kia. Anh chào Sử nhá. Vâng, chào anh ạ. Rồi. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Đấy, hôm nay thì không đi đâu làm gì à? Không, ở nhà thôi ạ. Mày ở nhà? Vâng. Mày ở nhà thì buổi sáng có đi cắt cỏ hay là làm gì không? Không cắt được. Không cắt à? Không có cỏ. Không có cỏ rồi á? Vâng. Thế là lấy rơm cho bò ăn thôi à? Lấy rơm cho chó ăn thôi ạ. À. Đấy, ông thì cũng đang ngồi đây để sưởi ấm này cô bác này. Và bây giờ thì cháu Lực cho ông chào bằng tiếng Mông một câu nha cô bác nhé. Nhà rồng. Nhà rồng. Đấy, câu nhóm rồng là từ xin chào đúng không? Và tôi xin chào đúng không? Đấy. Đấy, hôm nay thì mấy anh em ba ông cháu thì thời tiết khá lạnh cô bác, là cũng chỉ ở nhà là làm việc xong rồi, chỉ cũng chỉ biết là ngồi canh cái bếp lửa như vậy để mà sưởi ấm thôi. Tại vì là nhà của ba ông cháu thì không có cái máy sưởi kia này cô bác, cho nên là ngồi đây sưởi ấm ấm người xong lại tiếp tục lại đi làm thêm việc khác. Đấy, vào mùa hè thì ngôi nhà phải nói là cũng rất là bí bách cô bác ạ. Vào mùa đông thì khi mà mình không phải là mùa đông nữa mà là mùa nào cũng thế, khi mà mình đun cái bếp củi thì ngôi nhà rất là nhiều khói, thành ra là tạo cho ngôi nhà rất là đen. Đấy, nhưng mà cũng trong khoảng thời gian mà cháu Lực lên chia sẻ đấy cũng rất là may mắn thì được tất cả các bác quan tâm tới hoàn cảnh của ba ông cháu, cho nên là gửi những phần quà, gửi những tấm lòng vàng tới cho ba ông cháu để cho ba ông cháu được xây lại một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ mà đẹp của bác ạ. Bây giờ anh em mình ra ngồi cho sáng sáng một chút. Đấy, cả Hải nữa, ông ấy đang ngồi sưởi ấm thêm một chút rồi. Ôi dép ở đây thì các bác còn nhiều đấy nhở. Đây ở đây thì các bác gửi cho rất là nhiều dép này cô bác ạ. Còn như Sử thì cái vụ mất thóc vừa tối thì có nghĩ là người mẹ của mình lấy thóc không? Không ạ. À. Không à? Vâng. Đấy, hôm qua thì khi mà hai anh em nghĩ cô bác nhưng mà cũng không có dám nói thẳng ra. Ở đây thì rất là nhiều cô bác cũng có nói rằng là sợ là mẹ của em lại về lấy ấy. Vâng. Đấy, nhưng mà đấy, hôm nọ thì khi mà ông đi chăn trâu thì phát hiện ra được một bao cô bác ạ. Thêm một bao thì hôm nọ thì cũng đã cùng ông là lấy đi để lên trên góc rồi. Bây giờ thì thóc của ba ông cháu thì hiện tại là đấy để trên gác hết, cho nên là không có để ở ngoài nữa. Ở đây thì hiện tại là cháu Lực với em Sử thì vẫn gọi là không nghi thì không phải, nhưng mà vẫn nghi thêm một chút cô bác ạ. Nhưng mà do là cái hai anh em không có dám khẳng định và dám chắc chắn thì chắc chắn là anh em mình chưa dám đưa ra cái ý kiến mà khẳng định là mẹ của em lấy hay là ai lấy không biết đó.
Đấy, nhưng mà ở đây thì lúc mà lấy thì là chắc chỉ có vác xuống dưới thôi nhỉ, tại vì là mình đi tìm thấy một bao ở dưới kia. Đấy, nếu mà lên đường này thì đã có rất là nhiều người, trên này có rất là nhiều nhà rồi cho nên là người ta không dám đi. Đấy, như Hải thì mất mất thóc thì có buồn không? Có Có à? vâng Đấy, cả năm thì mới làm ra được thóc, những hạt thóc mà bây giờ tự dưng mất đi 2 bao. vâng Đấy, năm nay thì có bác Kim Hoàng là bác ấy hỗ trợ cái tiền là phân bón cho nên là mới dư ra được nhiều như vậy của bác. Bây giờ thì mất đi 2 bao. Đấy, mất đi 2 bao thì hiện tại là vẫn còn chưa có tìm được, và cháu được nghĩ rằng là 2 bao mất để tìm là rất là khó. Đấy, tại vì là ở trên nhà của các em không có cam, nếu mà không có ai nhìn thấy thì hầu như là không có cái gì mà phát hiện luôn. Vâng. Đấy, sở đi xuống cái xá kia xem là người ta có nói rằng là thí dụ như người lạ ấy. Vâng. Đấy, ở đây thì chắc là dưới xá kia người ta không ai biết mẹ của em đâu nhỉ. Vâng. À, chỉ sợ là đem đi xuống ấy bán thôi. Vâng. Thế là hôm nay thì có thấy mẹ là quay trở lại không? Không ạ. Không à? Vâng. Ồ, chắc là lạnh như vậy thì cũng không có ra thôi nhỉ. Vâng. Thế ở nhà thì đã cùng ông ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa được. Ăn cơm chưa rồi à? Vâng. Ồ, thế là chiều, thế là tí một tí nữa vẫn phải đi lấy rau lợn nào. Vâng. Lấy rau lợn này thì thế buổi sáng thì đi thái cỏ xong đi lấy trâu cho đi lấy cỏ cho trâu. Xong Vâng. rồi đến buổi trưa trưa thì nếu mà trời cứ lạnh như này thì không đi làm gì được. Thì là ở nhà chỉ có đi lấy rau lợn xung quanh ở đây thôi đúng không? Vâng. Không có dám đi xa đúng không? Vâng. Đấy. Đấy, ở đây thì khi mà các em đi lấy rau lợn của bác, nếu mà trời nắng ấy, hay là đi lấy củi thì các em đi rất là xa, đi vào tận trong rừng sâu kia để mà lấy rau lợn xong là lấy củi nữa. Ở trên kia có ai đang làm đám cưới hay sao ấy? Không biết à? À. Thế nước ở kia là nước đun để uống hay là để đi làm gì? Rửa bát thôi. Rửa bát ạ. Đi rửa bát à? Vâng. Hải xem sôi chưa? Nếu mà sôi thì đi rửa bát luôn. Vâng. Hải thì mới đi học về của bác ạ, mới đi học về đến nhà là xem là ở nhà là có việc gì không, Thành như ra là rửa bát, rửa bát như này thì em ấy là em thành ra là rửa luôn, nóng nhá Hải nhá, nóng rồi. không nóng à? Vâng. Ở trong nhà các em thì phải là bật bóng điện thì mới sáng được. Lấy ra kia rửa đi. Anh Sử là cũng đi ra hộ luôn à? Đấy, thời tiết ở bên ngoài thì khá là lạnh téo này cô bác này. Đấy, bây giờ thì không chỉ là ở bên bên Việt Nam đâu, hay chắc là các bác ở bên bên nước ngoài thì chắc là cũng có một số nơi là cũng có lạnh, nhưng mà còn kèm theo đó là có cả tuyết nữa. Ôi, rau, đây là rau rau cải à? Vâng. À, thế là bây giờ là rửa luôn chưa? Tí mới rửa à? Không đi tranh thủ là một xử rửa bát thì Hải rửa rau luôn đấy. Đấy, hứng nước xong rồi rửa rau luôn. Cái này là để làm dưa chua hay là để làm gì? Để ăn. À, tối ăn à? Thế thì tranh thủ là rửa luôn, cũng sắp đến giờ ăn cơm tối rồi đúng không? Hôm nay thì các em bảo với cháu Đức rằng là không có thấy người mẹ của mình lên trên nhà nữa. Đấy, bây giờ thì cái nguồn nước kia cũng gần cạn kiệt rồi cho nên là phải dùng đến nước ở trong tách cô bác ạ. Hay gọi. Quên gì đâu. Đấy, có thể là cái tách với lại cái tách như cô bác cháu Đức nói hơi ngọng một chút cho nên là nó không có ra được từ. Thì rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu Đức cô bác nhé. Em cái này vẫn nóng à? Hay như nếu mà cô bác có theo dõi được khi một trước ấy thì cháu Đức cũng đã gọi anh trưởng thôn rồi. Đấy, nhưng mà anh trưởng thôn là đang đi họp cho nên là chưa thể mà lên nhà của ba ông cháu được, cũng như là phải gọi cả người
bắt gặp cả người mẹ ở bên này thì mới nói chuyện được. Tại vì là người mẹ của các em là không ở xã này cho nên là đi ở rất là xa. Đấy, tự nhiên lâu lâu thì mẹ các em lại mò sang đây một lần thôi. Ê Sử thì lên trên hàng xóm ở trên này thì có nghi ngờ gia đình nào mà có thóc đi ra không? Thóc ấy, có nghi ngờ ấy, có mình có nghĩ người ta lấy thóc của mình không ấy? Không. Vẫn không à? Là em vẫn lên xem nhưng mà chưa phát hiện được ra là cái gì à? Vâng. Hai ba thóc như này nếu mà để ăn thì phải được tầm độ 2 tháng đấy nhỉ? Vâng. Đây còn là hai ba thóc mà mùa đông, mùa hè vào ngày nắng của bác thì bao cháu cũng đã phơi hết tất cả mọi cái rồi cho nên là nó rất là khô và những cái hạt toàn là gọi là những cái hạt thóc cả thôi. Không có một tí hạt cháu nào. Ở nhà ba ông cháu thì cũng có trồng được thêm rau cải của bác cho nên là bữa nào cũng có thêm là rau cải để mà ăn cùng. À là tráng qua một lần đã à? Tráng qua một lần xong lần hai mới rửa rồi bạn rồi bát à? Lần sau thì lấy rửa rồi bát trước xong là tráng qua. Đấy nước này là nước ấm rồi. Anh một khi mà hai anh em ở nhà có bác cho nên là đi làm cái gì cũng đi với nhau cả. Đã bao giờ hai anh em đi chăn trâu cùng nhau chưa? Có rồi. Chăn trâu cùng nhau rồi à? À. Thế cho anh hỏi một chút là đã bao giờ hai anh em mà chửi nhau chưa? Có. Có á? Vâng. Nhưng mà chửi về cái chuyện gì? Thì Hải Sử thử bật mí anh xem nào. Nếu mà Hải làm cái gì thì Hải là Sử nói làm sai cái gì? Không học bài hay là không làm việc nhà? Không làm việc nhà đúng không? Đi học thì về muộn. À đi học là về muộn à? À đấy là không phải là chửi mà đấy là nói đấy. Đi học là về hơi muộn đấy, chắc là trong cái quá trình mà thời gian mà em Hải đi học thì hôm đấy là trời mưa hay là chẳng hạn hay là đường sạt lở cho nên là đi muộn một chút đó. Nếu mà Hải nếu mà Sử là anh ấy thì nói em ấy thì phải tìm hiểu cái lý do nào mà nó chính xác thì mới được nói nhá. Đấy như cái lý do của mấy như cái trường hợp mà mấy hôm nay anh em mình đang gặp phải đây này, mất bà thóc ấy. Bây giờ mình chỉ là đang nghi thôi, mình không biết là ai ấy, mình không dám chắc chắn, chỉ điểm người ta là lấy thóc của mình đấy. Đấy còn Hải thì tiếp khi mà anh Sử nói thì nói gì em thường làm gì, có nói lại không? Không nói lại à? Đấy. Nếu mà nói lại là không được đấy. Hôm nào mà đi học muộn thì chỉ có bảo với anh Sử là hôm nay em bị tắc đường hay là em bận cái gì đấy. Nhưng mà không được là đi chơi la cà nhá. Hải thì năm nay là lên lớp 8 rồi nhỉ. Sang năm nữa là lớp 9 rồi đấy. Rất là nhanh. Hải ốm thì đã đỡ chưa? Đỡ hơn rồi à? Cúm với cô bác ạ. Thế là đi học được là gần khỏi đấy nhờ. Vậy thời tiết thì hiện tại đang mưa phùn phùn thêm một chút này các bác. Ở đây thì cũng có rất là nhiều các bác, các chú cũng như là khán giả đóng
những ý kiến ở trên phần bình luận thì cháu Đức đều là đọc hết, và cháu Đức nhận được rất là nhiều những cái bình luận mà cũng có như cái suy nghĩ của cháu Đức rằng là chỉ sợ là người mẹ về đấy khóc thôi. Đấy, tại vì là có thể là trong thời gian vừa rồi thì thấy là gia đình của bao cháu ấy được giúp đỡ như tiền phân chẳng hạn, cho nên là thóc mà dư ra khá là nhiều ấy thì sẽ nghĩ rằng là bao cháu là gọi là giàu rồi cô bác đấy, gia đình như vậy cái gì cũng có, cho nên là có thể là về về lấy. Nhưng mà cái điều đấy thì Đó Lực cũng chỉ là dám gọi là nghĩ trong lòng và nói ở trên video thôi. Đó Lực cũng không có dám khẳng định là đúng là người mẹ các em lấy. Cái điều đấy thì chưa dám khẳng định các bác nhá. Đấy, có thể là thời điểm hiện tại thì chưa có phát hiện, nhưng mà đến một ngày nào đó nếu mà có manh mối gì thì sẽ phát hiện ra được là cái hai bao thóc thì do là ai trộm. Đáng lẽ ra là hôm nọ xử ạ. Khi mà ông phát hiện bao thóc ấy thì là mình bảo ông là đừng có bỏ ra. Đấy, thì mình để đấy là mình trong luôn. Đấy, buổi tối là mình vinh mò ấy xem là đích thực là ai về lấy. Đó. Nhưng mà chỉ sợ là mình thì ở ngoài sáng, người ta thì ở trong bóng tối, cho nên là người ta nhìn thấy mình nó rất là dễ dàng. Nhưng mà như sử ấy thì là em là lớn tuổi hơn thôi, cho nên là em nói cái gì hay là làm cái gì thì phải dứt khoát và chứng chạc nhá. Như trong lúc mà mấy anh em mình đang nói chuyện, đang ghi hình như thế thì các em là nói chuyện là phải nói to to một chút nhá, thì các bác mới nghe thấy được. Đấy, bây giờ thì các em cũng đã phải nói là đỡ hơn trước kia rất là nhiều rồi các bác ạ. Trước kia thì khi mà cháu Đức vừa mới lên chia sẻ đấy, có khi là ghi hình các em thôi, các em cũng rất là ngại. Nước ở trong này thì còn nhiều không? Có, ôi còn đầy tách này, xảy ự luôn. Đây cũng tha hồ mà dùng luôn cái tách này. Cái tách này thì cũng là 1.500 lít của bác ạ. Tương đương với là 1 khối rưỡi nước. Và ở trên nhà mới thì cũng có một cái tách nữa và tương tự như thế này. Và ở nhà cũ thì cũng có một tương tự một cái tách như thế này. Hôm nay thì không đi đón được em Hải rồi nhỉ? Đường lên thì rất là trơn của bác. Ông thì cũng ra đây rửa tay, chắc là ông vừa đi đâu làm gì về. Hai hôm nay mưa là thế là không lấy xe được đi được ra ngoài à? Vâng. Đây vừa rồi cháu được lên thì phải nói là khi mà vừa lên thì vừa đẩy thì mới lên đến nhà của ba ông cháu của bác thì cũng để lên tít lên trên kia thôi. Ở đây thì nếu mà Sử nghe tin là mẹ của mình lại trộm thóc đi ấy, thì Sử có tức không? Không ạ. Không phải tức mấy. Ở đây thì nếu mà Sử mà nghe tin là mẹ của mình lấy thóc đi ấy, thì em có tức không? Tức ạ. Tức à? Vâng.
Hôm nọ thì cháu được lên thì cũng nghe tin là mẹ của các em là lên xin thóc với các bác. Nên là xin thóc thì cũng được bao cháu là không có cho. Đấy, thành ra là lại bỏ lại về. Ở đây thì có khi là hôm nọ là lên trên nhà của ai ở trên kia. Hay xong là đến lúc nào mà chắc là không có làm việc gì ấy, xong là chạy xuống đây. Nguồn nước này thì bây giờ còn một tí thôi nhỉ, nguồn nước này. Nước này lạnh không? Cũng khá là lạnh đấy. Này hái nhiều quá chắc là để thêm ngày mai à? Ăn được chút nào thì mang chút đấy à, Hải đi lấy cái ấm ấy để mà để nước ấy, xong lại mang đi đun để mà rửa tay rửa chân thì đừng rửa nước nước lạnh quá là nhiều. Vậy bỏ trên kia trên tách nó nhanh. Ở đây thì cũng có rất là nhiều cô bác nói với cháu Lực rằng là một khi gặp người mẹ ấy, thì nói câu là gọi là đổi thẳng cổ ra ngoài đi. Nhưng mà thật sự ra thì mẹ của các em là không biết nói bằng tiếng phổ thông, cho nên là cháu Lực nói chuyện nó rất là khó. Tối nay là không nói bằng nồi cơm điện à? Không ạ. Đấy, ở đây là bao cháu là trong lúc mà đang sưởi ấm với các bác thì tận dụng lại cái bếp lửa để mà mình nấu cơm luôn thì nó sẽ bớt cái tiền điện thêm một chút. Lại sưởi tay sưởi lửa ấm ấm thêm một chút nữa thì mình lại làm gì thì làm. Bây giờ thì đang tay đang lạnh ấy. Vừa rồi thì mình đang rửa rau. Ôi cây này thơm nhỉ, cây đấy. Cây này là nó cháy nhanh lắm đúng không? Cái tách nước ở trên kia thì sắp hết chưa? Tách nhà mới ấy. Đến tầm giờ này thì đi thả nước đi xuống tách trên kia chưa? Chưa ạ. Chưa à? Thế là mấy giờ mình mới đi thả? Hay một tí nữa? Một tí nữa mới đi thả. Giờ này là người ta cũng đang lấy nước để nấu cơm đúng không? Vâng. Lấy củi này đi nấu cơm à? Đây củi này thì ông nọ là trong tranh thủ mà ba ông cháu đang cái nắng ấy cô bác, cho nên là lấy luôn. Hay xong thì bây giờ mà mưa thế này thì chỉ việc là ra đây lấy lạnh. Bây giờ thì vào ngày lạnh ấy thì chỉ có ra ngoài để đi lấy thôi. Ở đây thì bà con ở trên vùng cao thì vào đến mùa đông ấy, cho nên là năm nào hay là đến thời điểm mà sắp đến mùa đông ấy đi lấy củi về rất là nhiều để mà dự trữ ở nhà. Bây giờ thì cho Lực lại theo chân là các em đi xem trên kia là đi thả nước một chút của bác, thả nước vào cái tách mà lên nhà mới. Đây, bây giờ thì hiện tại là mấy anh em
thợ mà là mấy anh em mà nhận đi đường nước với lại đường điện ấy, thì các anh cũng đã tìm được đội đó ấy rồi cô bác. Ở đây thì khi mà tìm được đội nào ấy thì người ta phải đặt ống nhựa, người ta lên xem xong rồi đi đặt ống nhựa, lên xem là cái khoảng nhà của bao cháu thì dùng được bao nhiêu mét dây điện. Ôi đi đâu vậy? Cầm dao đi đâu vậy? Đi tìm cháu á? Đi lấy cỏ cho cháu à? Vâng. Ồ. Đấy, trời lạnh như này thì mới đi lấy cỏ cháu. Đấy, ngôi nhà mới thì một khi đã sơn xong các bác thì nhìn trông rất là nổi. Cái củi này khô thì lại có củi để làm để nấu cơm rồi nhỉ? Cây này thì chắc là hôm nào là phải chặt bớt đi sửa. Vâng. Tại vì là nó sợ nó đổ, nó sẽ đổ đi vào nhà ấy. Cho nên là mình phải chặt đi. Đây, tưởng thì hiện tại là mưa ấy các bác, có những chỗ thì nó không có che đến, thành ra là mưa nó có thể hất vào tường chút xem là còn nhiều không. Hãy anh em lên trên đây. Ôi hết rồi, mở nắp trên này ra mới thấy được. Còn không? Hết rồi. Hết rồi à? Thế anh em mình đi xin một tí nước này nhờ. Đây, và cũng rất là may mắn là nhà hàng xóm một sự nhà ở trên này các bác, thì người ta có cho mấy anh em là cho nhà ba ông cháu kéo nước về nên tách. Ở đây thì khi nào mà nước hết ấy thì sẽ lên trên này và thả đi xuống được dưới tách, và một khi mà đã đầy rồi thì sẽ lại lên trên này để mà tát. Ui trơn đấy nhở, rất là trơn. Tại đây thì các em đi thì cũng có đi cả luôn, đi cả ủng nước. Đây là để làm rào không cho con vịt qua đúng không? Đấy, ống nước của nhà các em thì là đây. Ui, nước này về mạnh nhờ. Nhưng mà cô đang lấy rửa rau. Có hai ống luôn. Ống này cũng vừa mới kéo nhà cô cũng vừa mới kéo thêm một ống nữa. Đấy, ống kia thì to hơn. Ôi, đúng rồi, không em phải bỏ đấy à, đấy. Đấy. Hải tóc là hơi bị dài đấy nhỉ? Vâng. Ấy, cái thùng đây này, thùng cái ống kia thôi. Đi ra cẩn thận nha, trơn lắm đấy. Rồi. Xem là nước về tách chưa?
À, chưa đâu nhỉ? Chưa thấy kêu. Nào, Hải thì xem nào. À, về rồi. Về rồi, Hải ơi. Ui, mạnh đấy nhỉ? Nghe thấy tiếng là nó về rồi. Đây thả độ tầm bao nhiêu tiếng thì mình đã lên ngát là xử. Một tiếng thì một tiếng à? Vâng. Ừ. Lên là đến lúc nào mà đầy cái tách thì mình lên mình ngát đúng không? Vâng. Đây, cái cây này xử này. Cây này. Vậy thì bây giờ cháu Đức đang ghi hình lên thì theo cô bác anh chị là của mình có nên là chặt bỏ cái cây sao mọc này đi không? Đấy, nhưng mà theo cháu Lực thì nếu mà không có chặt đi sợ là cơn bão về ấy, thì nó sẽ đổ. Nó sẽ làm đổ cái cây và nó sẽ cây sẽ một khi nó nếu mà nó đổ ở phần dưới dứa này thì nó sẽ va vào cái phần chữ A này, còn nếu mà nó đổ trên ngọn thì nó sẽ rơi vào phần sân này. Đấy, ở trong nhà thì rất là sáng bóng. Ô thế xe của Sử là nên mang đi bảo dưỡng cho Sử. Chưa đâu à? Hôm nọ thì cũng vừa mới bảo dưỡng xong thôi nhỉ. Đây, trên là vùng cao thì đến vào mùa mưa thì không thể tránh khỏi được rằng là khi mà mình đi đường nữa các bác thì là nó bị bẩn, cho nên là cái điều đấy mình không thể tránh khỏi được. Đấy, thỉnh thoảng thì mang mình đi số huyện ấy thì là mình mang đi bảo dưỡng luôn. Đấy, còn hôm nay cháu được lên đấy các em các bác thì cũng xác minh là xem là có phải là người mẹ của các em là lấy thóc không. Đấy, nhưng mà cháu được ở đây thì cũng chưa dám khẳng định với cô bác ạ. Lúc nào mà có thể là bắt gặp tại trận hay là có người nào mà có bằng chứng thì lúc đấy thì mới dám đưa ra cái quyết định và sẽ có thể là mình lấy lại, và thứ hai thì sẽ có một cái hình phạt cực kỳ mà nặng cho người mẹ. Ở đây thì khi mà mấy anh em mình nếu mà phát hiện ra được ai thì mình không đừng lên đi lấy thóc vội nhá. Vâng. Thì cứ bảo với anh. Vâng. Là anh em mình sẽ đi xuống anh em mình báo công an. Vâng. Đấy, rồi người ta sẽ khắc biết trả cho mình. Vâng. Xong là người ta sẽ có một cái hình phạt do bên chính quyền người ta đề ra nữa. Vâng. Đấy, ở đây thì mình không thể vật mặt chính quyền được nhá. Vâng. Có cái gì thì mình nên là nói với chính quyền trước rồi thì mình mới giải quyết sau. Vâng. Đấy. Còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn tất cả các ông, các bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng với cháu Lực và đã để những cái ý kiến, những cái bình luận của các bác ở trên cái phần video. Cháu Lực cũng đã đọc và cháu Lực sẽ lắng nghe hết tất cả những ý kiến của các bác, cô bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói là hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Chào Sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Xin mến chào tất cả quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì ngày một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bản được. Cháu Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lắp xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Mà nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới lắp xưởng thì là cháu Lực sẽ gửi cho cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông bà, cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại cô bác nhé. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.